cuộc đời ôi vui sao khi xích lại gần với nhau, làm ta thêm yêu đời biết bao. Tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn trân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Ê Tuấn hả? Nè nè nè, có vụ này vui lắm, giúp tôi đi. Có gì tôi nạp thẻ game 5 cho. Mà cái vụ gì? Nghe ông nói có vẻ ngon á. Ngon sao ngon? Giúp tôi vụ này đi. Cái con hàng xóm nhà tôi nó chảnh lắm, nhưng mà hôm nay nha, tự nhiên nó kêu là muốn trải nghiệm tình yêu. Bây giờ ông cua nó một mũi tên trúng hai đích. Tưởng gì mấy cái chuyện cua gái này là nghề của Tuấn. Có cứng cỡ nào qua tay Tuấn nó cũng thành miệng mà. Mà nè, ta, tôi đang tò mò không biết con nhỏ nào mà làm cho phải bận lòng vậy nha. Thì cái con nhỏ hàng xóm nhà tôi nè, cạnh bên nhà, hình như tôi nó oan gia bùm chéo, nhìn mặt khó ưa, chẳng có thú vị gì hết. Rồi rồi rồi, để đi việc ngày mai tôi qua. Nhớ nghe. Ok ok. Chỉ chờ đó. Ê ê, bánh bèo, bánh bèo. Ê, có người cho cô thử nghiệm rồi nè. Bỏ đi ra ơi. Trời, làm như thèm. Ôi tay thì ghê. Ê, hai người làm quen nhau đi. Anh là ai? Xin chào em. Phê, phê không? Phê cái đầu ông á, phê. Ông nắm tay đi. Điên hả? Thôi thôi, anh xin tự giới thiệu với em, anh là Minh Minh Tuấn. Cái gì? Nó điếc không nghe. Tên gì? Minh Minh Tuấn. Thiệt hả? Trời, đàn bạn gái vô duyên. Cái tên gì mà sớm đó là sớm, cái này anh tự đặt cho anh đúng không? Ba mẹ anh đặt cho anh và anh rất quý cái tên này. Thôi anh để với anh giới thiệu tiếp. Anh là Minh Minh Tuấn, bạn rất thân với Huy Hoàng. Thì rất vui được biết em, cho anh bắt tay em cái nữa được không? Em đứng im, em đứng im. Gì hả? Đứng im. Hả? Đứng im. À, chỉ đơn giản là có một sợi mi nó vương trên mí em, anh lấy nó xuống thôi. Wow. Trời ơi, vậy mà cứ làm cho tôi tưởng là Huy Hoàng. Gì? Anh lại lại. Có phải là cái người tôi cần tìm không? Chính xác, biết hết luôn. Sẽ giúp cho cô trải nghiệm được tình yêu là gì. Bộ người này có nhiều tình trường lắm hay sao mà hiểu rõ tình yêu là gì? Đối với anh, tình yêu đâu có gì là khó khăn. Yêu là yêu ngay cái nhìn đầu tiên. Và em là người anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Trời ơi, ghê quá à. Được, được. Dính chắc. Mày thấy tao làm sao? Công nhận mày hay thiệt nha. Chưa đâu.
tôi, mắc mớ gì đến mấy người xem vô. Chị nói đi, chị phải nghĩ lại nha, chị nhìn cái tướng tá chị đi. Chị nghĩ coi, cái tướng mập như vậy nè mà chen vô phá hoại hạnh phúc gia đình của người ta là sao? Im. Ê, từ đó giờ cuộc đời tôi ghét nhất là ai đụng đến cái tướng tá của tôi nha. Ốm hơn tôi có 20-30 kg thôi nha, chứ không có gì mà hơn tôi hết nha chứ. Tại vì tôi ốm hơn chị nên tôi mới tức đó. Mắc mớ gì tức? Ủa không giật được chồng của người ta tức hả? Đó. Mắc cười quá vậy. Cái đồ thứ giật chồng người ta. Ê, cái con kia mày vừa phải. Ê, con gì nè, chị nói chuyện đàng hoàng nha. Nãy giờ tôi nói chuyện đàng hoàng chị nha. Tôi kêu mày tao chị nha, chị nói con này con. Trời đất ơi, tao dám mày tao tao hả? Nè, trong xóm này nha, tao mà lấy chồng sớm một cái nha, tao đẻ 10 đứa nha mày nghe chưa? Bà đẻ đi. Cháu, mày đặt hả? Xa xả vô mặt người ta vậy. Rồi sao tôi xa xả bà rồi bạn sao? Hả? Nó mất cười trời ơi, cái con này. Trời ơi, tao tay mày bạc tay. Bà đánh tôi mới đánh lại bà hả? Trời đất ơi, ngay mày đánh nè. Từ từ. Ủa chị có chuyện gì vậy? Trời đất ơi, hỏi nó kìa, bắt mới tự nhiên sáng sớm đi chợ ngang qua nó không chửi xối xả vô mặt người ta hả? Chửi xối xả đâu là bởi vì tôi. Ủa chị là muốn chửi xối xả tôi chửi xối xả ai luôn nè. Rồi sao rồi sao? Hỏi gì? Bực bội à. Cái con này nè nha, mày nha, mày biết thân biết phận mày đi nghe chưa? Mày ở trong nhà này mày làm cái gì, mày vô chỗ mày rửa chén, mày nấu cơm đi, mắc mớ mày xen chuyện của tao. Ủa tình yêu của tao là vượt ranh giới, vượt khoảng cách, mắc mớ gì đến mày hả? Tôi không thích như vậy được không? Trời ơi. Nè nha, coi nha, coi con giúp việc nha. Có ngày hả, tôi bẻ cổ nó. Bẻ cho con biết bẻ cổ lại bà hả? Chị lại. Trời ơi. Lì ơi là lì, tự nhiên lì cãi nhau với bà làm gì vậy? Tại bà đó, chị tức quá chị mới nói thôi. Chị phải nói lên cái chính kiến của mình chứ. Trời ơi, em không có biết có chuyện gì hết trơn á. Nhưng mà hôm bữa Lì cũng nói với em mà Lì thích kiểu tình yêu vượt qua khoảng cách, vượt qua giới hạn. Tình yêu mà kiểu nổi loạn là Lì thích mà. Bây giờ Lì nói vậy là sao? Thì đúng là Lì nói vậy, nhưng mà cái nào nó phải có ở mức độ cho phép thôi và đúng với cái lương tâm của mình nữa. Còn lần này là gia đình người ta đang hạnh phúc, nó xen vô nó phá hoại gia đình hạnh phúc của người ta. Em phải tức không? Tức không? Ví dụ là chị thí dụ cho em nghe nha. Thí dụ chị đi. Dạ. Chị đang có chồng, gia đình chị đang ấm em hạnh phúc đi. Dạ. Em xen vô em giật chồng chị tức không? Trời ơi, tự nhiên đi, ví dụ gì mà kỳ cục vậy? Thì đó, chị nói gì cho em dễ hiểu, dễ hiểu chưa? Thôi gì, hiểu cái gì? Nhưng mà thôi bỏ qua đi. Kể cho Lì nghe này nè, cho Lì bớt bực. Hôm bữa Lì nói với em á, mấy cái ý đó. Em đem hả, em bỏ vô cái bài hả viết của em á để em thi á, em được điểm cao nhất trường luôn. Trời ơi, vậy hả? Trời ơi, cảm ơn Lì á. Hiểu rồi không? Hiểu rồi không? Mà tình yêu là gì vậy? Trời ơi, nói tới vậy cũng hiểu luôn hả? Mà thật ra là mấy cái hôm bữa chị nói em á là để mình vận dụng vô mình làm bài tập thôi. Còn mà nếu về nói về quan điểm của tình yêu á thì thật ra thì tình yêu đúng là phải vượt qua mọi khoảng cách, vượt qua mọi giới hạn và phải nghe theo lời con tim thay vì nghe theo lời lý trí. Và mình phải bảo vệ tình yêu của mình tới cùng, không được từ bỏ nó. Đó, tình yêu là vậy đó. Mình phải biết vận dụng vô cái đời. Không có lì lợm vậy đó. Tự suy nghĩ đi, tôi đi rửa chén. Không đó, phải, chị Lì ơi, của mình là em đã hiểu tình yêu là gì rồi. Từ ngày mai là em sẽ quyết tâm theo đuổi tình yêu của em. Em biết là ảnh mà. Lì. Trời là oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người.